Sau 50, có 7 dấu hiệu này chứng tỏ sống rất thọ, khỏe mạnh từ trong ra ngoài, không bệnh tật. Bất kể nam hay nữ đều phải biết. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị thân mến, làm thế nào để sống lâu luôn là vấn đề mà con người không ngừng quan tâm, không ngừng tìm kiếm và luôn muốn đạt được. Có nhiều người cho rằng cuộc sống dài hay ngắn, tuổi thọ cao hay thấp thì còn tùy thuộc vào gen di truyền, thói quen sinh hoạt, ăn uống hay là môi trường sinh hoạt. Tuy nhiên, thông qua nhiều nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng những người cả đời không lo bệnh tật, sống trên 100 tuổi, thường có 7 đặc điểm đơn giản trên cơ thể sau. Nếu như qua 50 tuổi mà bạn đang sở hữu chỉ một trong 7 đặc điểm đó thôi, thì xin chúc mừng, bạn có thể yên tâm sống lâu, sống thọ trên 100 tuổi. Con cháu bạn cũng vui mừng vì bạn sẽ sống khỏe mạnh cả đời, an nhiên tận hưởng, tuổi già sum vầy bên gia đình và có thêm nhiều cái Tết hơn nữa. Vậy thì, 7 đặc điểm sống thọ sau 50 tuổi đó là gì? Và bạn có đang sở hữu đặc điểm nào không? Thì hãy cùng đi tìm hiểu ngay sau đây. Các chuyên gia cho biết, sau tuổi 50 là giai đoạn quyết định của tuổi thọ. Vì thế, nếu lúc này cơ thể của bạn có 7 dấu hiệu này, thì xin chúc mừng, bạn sẽ sống rất thọ, rất khỏe mạnh và ít bệnh tật. Thứ nhất, lông mày dày và đậm màu. Y học tin rằng, lông mày có liên quan mật thiết đến lá lách và dạ dày. Người lông mày dày chứng minh lá lách và dạ dày rất tốt, khả năng tiêu hóa ổn định, khí huyết tràn đầy. Nhìn chung, lông mày dày là dấu hiệu của sức khỏe tốt, đặc biệt là ở những người cao tuổi. Cụ thể trên 50 tuổi, lông mày vẫn dài, chứng tỏ chức năng, thể chất của người đó rất tốt. Thứ hai, nước da hồng hào. Một người khỏe mạnh được phản ánh từ nước da hồng hào và sáng bóng, chứng tỏ máu lưu thông tốt đến tất cả các bộ phận trong cơ thể. Theo một chuyên gia y tế người Mỹ cho biết, da là cơ quan lớn nhất của cơ thể. Tình trạng da mặt và cổ không chỉ phản ánh đặc điểm di truyền và sức khỏe của người đó, mà còn cho thấy mức độ ảnh hưởng của các yếu tố môi trường. Nếu màu sắc của da đều màu, chứng tỏ bạn là người khỏe mạnh. Nếu nước da của một người xanh xao, thì chứng tỏ cơ thể suy nhược, khí huyết không đủ, nguy cơ bị tắc nghẽn mạch máu rất cao. Thứ ba, răng chắc khỏe. Y học cổ truyền tin rằng, thận quản lý xương và răng là phần còn lại của xương. Nói cách khác, răng là một bộ phận của xương và tương đồng với xương, nên răng cũng dựa vào tinh khí của thận để được nuôi dưỡng. Nếu tinh khí của thận đủ, thì răng sẽ chắc khỏe và hoàn chỉnh. Nếu tinh khí thận không tốt và cơ thể mệt mỏi, thì răng sẽ lung lay, thậm chí rụng sớm. Thứ tư, không có mỡ bụng. Bụng mỡ là một dấu hiệu của chứng béo phì. Trong khi đó, béo phì lại là nguyên nhân gây huyết áp cao, nhồi máu cơ tim, tiểu đường. Một nghiên cứu của Viện Lão hóa Mỹ cho thấy, những người bị béo phì phải đối mặt với nguy cơ tử vong cao hơn 20% so với người bình thường. Thứ năm, ngủ đủ giấc. Nghiên cứu y học hiện đại đã khẳng định rằng, giấc ngủ lành mạnh giúp nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể con người và ngăn ngừa sự xuất hiện của bệnh tật. Ngoài ra, ngủ đủ giấc còn có thể phục hồi các hoạt động nội tiết, chuyển hóa vật chất, hoạt động của tim mạch, chức năng tiêu hóa, hô hấp của cơ thể con người. Vì vậy, giấc ngủ chất lượng chính là liều thuốc bổ tự nhiên cho sức khỏe con người. Những người sau 50, chất lượng giấc ngủ vẫn tốt, chứng tỏ cơ thể khỏe mạnh và sống thọ. Thứ 6, có thói quen ăn nhạt. Một cụ ông sống thọ 113 tuổi đã cho biết thói quen hàng ngày của mình. Tôi luôn giữ thói quen ăn nhạt. Mỗi bữa tôi thường ăn không quá nhiều và cố gắng không ăn thức ăn thừa. Tôi rất hạn chế ăn thực phẩm chứa nhiều chất béo, và mỗi bữa chỉ ăn 1-2 miếng mỡ thôi. Và theo các chuyên gia cho biết, 90% các bệnh như tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp là do chế độ ăn uống. Vì vậy, chế độ ăn uống hàng ngày cần hợp lý, tránh nạp quá nhiều muối. Thứ bảy, phụ nữ mãn kinh càng muộn, cuộc sống càng dài. Các chuyên gia đã xác nhận rằng, phụ nữ chậm mãn kinh có nhiều khả năng sống lâu hơn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, những người phụ nữ mãn kinh trên 50 tuổi có cơ hội sống đến 90 tuổi. Ngoài ra, phụ nữ mãn kinh muộn cũng thường có nhiều khả năng phòng ngừa bệnh tật hơn.
Các bạn thân mến, tuổi thọ và thói quen ăn uống cũng như sinh hoạt có mối quan hệ liên quan mật thiết với nhau. Vì vậy, sau 50 tuổi, bạn hãy tuân thủ 5 thói quen dưới đây vì nó sẽ giúp bạn khỏe mạnh, không bệnh tật và sống lâu, sống thọ hơn. 5 thói quen cần duy trì sau tuổi 50 mà không phải ai cũng có để sống khỏe, sống thọ. Thứ nhất, có chế độ ăn lành mạnh. Các chuyên gia luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của chế độ ăn uống hợp lý đối với sức khỏe. Một chế độ ăn uống lành mạnh phải thật đơn giản, tự nhiên và bổ dưỡng. Cấu trúc chế độ ăn uống đặc biệt này nhấn mạnh việc ăn nhiều rau, trái cây, cá, hải sản, đậu và các loại hạt. Tiếp theo là ăn nhiều ngũ cốc thô thay cho ngũ cốc tinh chế. Nên dùng dầu thực vật chứa nhiều axit béo không bão hòa thay cho dầu động vật chứa nhiều axit béo no khi nấu ăn. Thứ hai, duy trì tâm trạng tốt. Y học cổ truyền thường nói, nóng giận làm tổn thương gan, buồn bực làm tổn thương lá lách. Có nghĩa là tâm trạng không tốt có thể dẫn đến bệnh tật. Thường xuyên cười có tác dụng rèn luyện sức khỏe cho phổi và một số bộ phận khác. Nếu phổi khỏe thì cơ thể con người đương nhiên cũng khỏe mạnh. Thứ ba, duy trì tính cách hướng ngoại, cuộc sống lâu dài. Những người có tính cách vui vẻ có nhiều cơ hội sống lâu hơn. Một nghiên cứu những người sống lâu trên 100 tuổi tại Mỹ cho thấy, nếu một người có tính cách vui vẻ, họ sẽ có nhiều khả năng kết bạn và chăm sóc bản thân dễ dàng hơn. Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng, những người sống vui vẻ và sống lâu không chỉ tốt hơn về mặt xã hội, mà còn thoải mái hơn về mặt tinh thần. Điều này giúp họ đối phó với căng thẳng tốt hơn. Thứ tư, thường xuyên luyện tập thể thao. Sau khi một người bước qua tuổi 50, mặc dù các cơ quan và tình trạng cơ thể sẽ dần bị lão hóa, nhưng bạn cũng đừng quên tập thể dục. Cuộc sống nằm ở việc tập thể dục. Đối với những người tuổi cao thì nên tập các bài tập phù hợp với thể chất của bản thân. Vào buổi sáng, tập thái cực quyền hoặc đi bộ cũng đều rất tốt. Thứ năm, mỗi ngày một tách trà. Uống trà không chỉ là sự kế thừa văn hóa truyền thống mà là còn hiện thân của việc giữ gìn sức khỏe. Theo y học cổ truyền, trà có vị đắng và tính lạnh, có tác dụng giảm hòa, bởi hòa vượng thì gây ra rất nhiều bệnh tật. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc uống trà hàng ngày. Trong đó, trà thích hợp cho phụ nữ là trà hoa hồng, bởi hoa hồng có tính ấm, làm dịu gan và điều hòa khí, thúc đẩy tuần hoàn máu và loại bỏ huyết ứ. Trà hoa hồng giúp nuôi dưỡng tim, gan, máu của con người, làm giảm sự trì trệ của lệ khí trong cơ thể, có tác dụng chống trầm cảm và giúp xoa dịu cảm xúc. Trà thích hợp cho nam giới là trà rễ bồ công anh. Tác dụng quan trọng nhất của bồ công anh là bảo vệ gan, thải độc tố cho gan, ngăn ngừa tổn thương gan. Quý vị thân mến, khi một người bước qua tuổi 50, để đảm bảo dinh dưỡng tốt và khỏe mạnh hơn, cần lưu ý chăm sóc về thể chất, tinh thần và đảm bảo chế độ ăn uống đủ chất và lành mạnh, duy trì trọng lượng cơ thể phù hợp, tránh suy dinh dưỡng hay thừa cân, béo phì. Khẩu phần ăn phải đảm bảo đa dạng thực phẩm, có chứa các nhóm thực phẩm, nhóm rau, củ, quả màu xanh đậm, màu vàng đỏ, nhóm ngũ cốc nguyên hạt, nhóm thịt nạc và thịt gia cầm, cá, trứng, đậu phụ, các loại hạt và hạt, sữa và các sản phẩm từ sữa, nhóm dầu và các hạt có dầu. Đặc biệt, đừng quên giữ một tinh thần vui vẻ, lạc quan, tránh lo âu phiền não quá nhiều. Như vậy, mọi người sẽ sống lâu hơn và khỏe hơn. Cuối cùng, cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Quý vị và các bạn cũng đừng quên ấn đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.